Con học cái bài 8 ngày rồi ạ. 8 ngày rồi. Thế con có nhớ mẹ không? Con có ạ, con rất nhớ ạ. Những lúc nhớ mẹ thì con làm gì? Con buổi tối con cũng gọi cho mẹ. Gọi như nào? Nói chuyện gì? Con hỏi mẹ, mẹ có khỏe không? Mẹ ăn cơm chưa? Con mong muốn là con luôn đeo khẩu trang và ăn uống sạch sẽ. Bởi dịch bệnh nên trường mầm non xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã được tận dụng thành khu cách ly tập trung cho các ca F1. Sự xuất hiện của nhiều cháu nhỏ, con của những người công nhân kém may mắn trong đợt dịch lần này khiến cho ai chứng kiến cũng thấy xót xa. 4 cháu nhỏ này cũng đã trải qua hơn 15 ngày cách ly tại đây. 3 cháu ở độ tuổi mầm non, cháu còn lại đang học cấp 1. Cũng bởi dịch bệnh, lũ nhỏ và bố mẹ phải tạm thời xa cách. Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một em bé mới 3 tuổi nhưng phải đi cách ly một mình. Dù mới 3 tuổi và không có bố mẹ, người thân ở bên, nhưng con tự ăn rất ngoan, chơi một mình và không bao giờ quấy khóc. Hình ảnh về một cậu bé 3 tuổi khác nằm ngủ trưa một mình dưới cây nắng gần 40 độ ở khu cách ly trường sĩ quan chính trị ở xã Việt Yên, Bắc Giang cũng khiến nhiều người rơi lệ. Đằng sau những ánh mắt ngây thơ đó chắc chưa hiểu được nhiều về tình hình căng thẳng của dịch bệnh, nhưng chính sự hồn nhiên của những chiến binh 3 tuổi này cho chúng ta thêm động lực để chiến đấu và vượt qua đại dịch. Sự thật không phải đứa trẻ lên 3 nào cũng đầy dũng cảm và nghị lực như vậy. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc em bé 3 tuổi chui xuống gầm giường trong khu cách ly để trốn vì lạ và sợ khiến nhiều người chứng kiến cảm động, rơi nước mắt. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cảm động và đáng yêu của em bé đã nhanh chóng gây sốt sau khi được đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh đáng thương của em bé trong khu cách ly. Không phải vào khu cách ly, nhưng đoạn clip ghi lại hình ảnh của một bé gái òa khóc nức nở khi bất ngờ nhìn thấy mẹ xuất hiện trên TV cũng khiến nhiều người xúc động. Có lẽ bởi em bé quá nhớ mẹ sau nhiều ngày không được gặp gỡ, không được mẹ ôm ấp, vỗ về, nên cô bé đã òa khóc. Dù được người thân bên cạnh dỗ dành, nhưng bé gái vẫn liên tục nhìn về phía màn hình TV và khóc, rồi giơ hai tay đòi mẹ bế. Không chỉ đủ sức lấy đi nước mắt của bao người dân Việt đang gồng mình chống dịch, câu chuyện về em bé thấy mẹ trên TV nên òa khóc đã vươn ra cả thế giới. Mới đây, truyền hình Hàn Quốc đã chiếu lại đoạn clip lay động này. Dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn phức tạp ở nhiều nơi. Mong rằng chúng ta thật kiên cường để những đứa trẻ không phải xa cha mẹ, tất cả mọi người đều được trở về nhà.